Dạ, chào bà con đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn ủng hộ cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Dạ, xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Hôm nay em có chuyến đi quay cho cô chú anh chị mình một cái siêu ghe câu, siêu ghe gia đình, và có hai dàn lạnh cho cô chú anh chị của anh Tiến, ô tô Tiến Trần Mỹ Tho, kênh YouTube ảnh luôn nha cô chú anh chị. Trên đó có số điện thoại, hoặc là cô chú anh chị mình liên hệ em sẽ đưa số của ảnh cho bà con. Ghe này chắc lắm. Cái bè mui mà cô chú anh chị mình thấy không, chỉ có hai tấm thôi, liền từ đầu đuôi. Máy lạnh thì hai dàn, phát điện thì riêng, đi văng ma 4 cao tốc, lái thủy lực. Em mời cô chú anh chị mình coi, và con này giấy là chính chủ nha. Để em quay cái giấy cho bà con mình coi luôn nè. Tời neo là tời bằng máy luôn nha cô chú anh chị. Không có quay, không có kéo đâu. Rồi, mời bà con. Đây nè bà con. Cái này là phần giấy đăng kiểm của ghe em giới thiệu cô chú anh chị mình đó. 14m6 luôn cô chú anh chị. 14m6, 3m5. Có giấy đăng ký đăng kiểm nha bà con nha. Con này thì tình trạng đóng mới 100%, có giấy tờ và sẽ bao ký rút cho cô chú anh chị mình nhập sang tên. Tại vì cái ngày đăng kiểm gần nhất đây nó nằm 2024 nè cô chú anh chị. Đến ngày 2024, đăng kiểm tới 13 tháng 7 2024 lần cô chú anh chị. Rồi, bây giờ vô chi tiết ghe nha. Em mời bà con, ghe chính chủ rồi, không còn gì quan tâm nữa. Vì mình kinh doanh ghe nhà hàng hoặc là vị trí để mình làm quán cà phê, ăn uống ngắm cảnh, ca hát trên sông, có đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình hoạt động được hết nha. Dạ, mời bà con coi chi tiết ghe luôn. Dạ, giới thiệu cho cô chú anh chị mình, theo cầu mấy hôm nay cô chú anh chị kêu em quay lại chi tiết cái con ghe cầu gia đình của anh Tiến á. Thì hôm nay em quay lại con này thì báo lại cho cô chú anh chị mình luôn là con này chính chủ, bao ký gút cho cô chú anh chị mình về nhập sang tên. Con này đăng ký đăng kiểm có đủ nha cô chú anh chị nha. Và tình trạng con này là đóng mới 100% từ đầu tới đuôi. Bè thì ở đây xài có một tấm một rồi cô chú anh chị. Nguyên không à, ghe này đóng mới. Ghe ở trên ngay vị trí anh Tiến á, là vị trí lái, có đèn cảnh báo. Lái thì lái thủy lực nha cô chú anh chị. Có một cái phần máy lạnh nằm ở cabin lái, nằm riêng ra khỏi cái phòng ngủ nghỉ của nhà mình. Ở trên thì đã có lan can sẵn rồi, có phao. Hai cái cục nóng thì nằm ở trên mui. Tí xíu nữa em sẽ vào chi tiết, bây giờ em báo cho cô chú anh chị mình từng phần nha. Dạ, tiếp theo ở cái mui lớn, như cô chú anh chị mình đang thấy á, mui lớn là vị trí để gia đình mình trang bị những cái vật tư, rồi chỗ ngủ nghỉ của cả nhà luôn. Có cửa đóng đàng hoàng hết. Ở phía sau thì có toilet, có vị trí nấu ăn, ngay cái phần mui cuối cùng nè cô chú anh chị. Ở phần neo phía trước thì ảnh xài là neo bằng máy của xe Honda mà nữa cô chú anh chị, cho nên là không cần quay, chỉ cần đề máy đạp máy lên là nó tời lên thôi. Mê thì mê nhôm nha bà con. Có cầu thang lên mui đầy đủ. Một tấm be của cái mui nó tầm khoảng 6 tấc một tấm của chú anh chị. Rất là dày luôn và rất là lớn nha. Toàn bộ ghe này đóng bằng cây lớn hết. Đèn cảnh báo kèn được có đầy đủ. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị mình đi chi tiết với Tâm nha. Sau đó mình tiến thẳng vào bên trong. Và hôm nay cái con ghe này theo ưu đãi của anh Tiến thì ảnh sẽ giảm lọc cho cô chú anh chị mình là 10 triệu. Dạ, còn là 200 chẵn nha cô chú anh chị. Tại Bình Đức, Mỹ Tho, Tiền Giang. Cô chú anh chị mình thấy hợp nhãn vừa mắt cái con ghe này để về làm ghe câu gia đình. Ghe nhà ở cả nhà mình á, du hành trên sông. Ghe mà chính chủ mình không có sợ giấy tờ thì bé này nó sẽ làm được. Và cô chú anh chị nào mua về kinh doanh như là làm nhà hàng, làm quán cà phê thì làm được hết cô chú anh chị, do bé này nó chính chủ, nó có giấy tờ rồi. Xuống là mình chỉ đi thôi cô chú anh chị. Giá 200. Rồi, bây giờ chi tiết nè. Ghe thì anh Tiến anh rất là kỹ, như những cái con ghe hôm trước anh đã sở hữu cô chú anh chị. Ghe thì là mới liên tục, người ta là 6 tháng đến năm người ta lắp dọn lần, còn anh Tiến em thì cứ 2 tháng 3 tháng anh lắp lần, hơi xuống tày tày chút cái lắp dọ là bắt đầu anh vô. Kỹ lắm nha cô chú anh chị. Bình Đức, Mỹ Tho, Tiền Giang hiện tại đang có con ghe này cho cô chú anh chị. Dàn độn nè, dây xích nè đầy đủ hết. Cái mặt mui hồi hôm nãy em nói với cô chú anh chị mình á, tầm khoảng 6 tấc là hai cái tấm này. Nguyên cái mui lớn luôn mà cô chú anh chị mình thấy ảnh chỉ xài có hai miếng be thôi, và hai miếng be là từ trên xuống dưới đó luôn, dài thẳng ra đằng sau. Dạ, không có cẩn giá bất cứ vị trí nào, do chiếc này là đóng mới 100%, nó rất là VIP nha cô chú anh chị. Tỉnh dữ lắm bà con. Giá 200 cho các tình yêu ngày hôm nay để mua về làm ghe nhà ở, ghe câu, ghe kinh doanh. Giấy tờ thì chính chủ nha, em sẽ bao cho cô chú anh chị mình phần ký rút để về mình nhập sang tên thôi. Ghe này với kích thước là ngang 3m5 dài 14m5 cô chú anh chị. Con này nó lên quanh cũng tầm khoảng 20 mấy 30 tấn á, rất là lớn luôn. Dạ, về mình làm cái ghe mà cho khách uống cà phê ngắm cảnh cũng được, và làm cho những cô chú anh chị mà hiện tại cái thời điểm đang hot nhất bây giờ á,
là ghe ăn uống ca hát trên sông. Một tour như vậy là tính tiếng nó tầm khoảng 8-900 tiếng thôi chứ anh chị. Đó, về mình kinh doanh. Cabin lái là một cái dàn lạnh riêng, nãy em quên nói cô chú anh chị là cái cục nóng là mít xu ngay cô chú anh chị mình đang thấy ở trên nè. Nó đi như vậy thì cái mui chính lớn ở trong là dàn máy lạnh luôn. Con này đang sở hữu là Yanma 4LH dòng cao tốc của chú anh chị. Máy nghĩa địa đẹp cực kỳ và có sẵn cái dàn máy phát điện trong mui luôn. Tổng chi tiết em nói thì là mới 100% rồi. Bây giờ em chỉ cho bà con mình coi cái này thôi. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị mình vô thẳng bên trong với em nha. Em mời bà con. Dạ, tiếp theo là phần chi tiết nha cô chú anh chị nha. Bây giờ mình sẽ đi trên mui trước, sau đó em sẽ vào bên trong cho bà con mình coi. Phần tời neo có đạp máy, cây cối thì mới 100%. Ở trên mui thì lập nhôm. Và tiếp theo là cái phần cabin lái, mời cô chú anh chị mình vô bên trong nè. Lan can thì có sẵn rồi nha, rất là an toàn cho các bé đi chung với gia đình mình trên sông vài ngày. Đăng kiểm đây. Cabin lái nè bà con. Con này thì là lái thủy lực. Cần ga cần số, ổ khóa đề, tắp lô, đèn pha. Và ở đây nguyên một cái dàn đèn ở đây nữa nè con chú anh chị. Máy lạnh Mitsubishi. Này là máy lạnh dành riêng cho tài công nha cô chú anh chị. Đèn ở trên mui thì có cách nhiệt sẵn rồi. Lái thủy lực là thấy uy tín con ghe này rồi đó cô chú anh chị. Rất là chất lượng. Đây. Đây là cabin lái dành riêng cho tài công, rất sung sướng. Có máy lạnh luôn. Cục nóng này là cục nóng của cabin lái. Đây là cái phần mui phía sau. Là vị trí nấu ăn và tắm rửa của chú anh chị. Có toilet đầy đủ hết. Đây là cục nóng của toàn bộ phần mui lớn ở phía dưới. Bây giờ em lên phía trước để lấy chi tiết bên trong. Mời bà con. Dạ bây giờ vô trong nha bà con. Ghe thì cột dây bằng hai cái chủ bích của xà lan. Rất là chắc chắn, con này đầu tư rất là nhiều tiền nha cô chú anh chị. Hôm nay bán chưa được nửa giá ghe nè. Cầu thang lên mui nè. Người ta bán là thu hồi vốn, con này anh bán là hơn nửa giá ghe của chú anh chị. Ở đây thì mình xuống hầm ghe thì có cái cầu thang để xuống nữa. Toàn bộ cảnh trong mui thì trụ đứng kèo mui coi như tất cả trên cái con ghe này 100% là cổ mới hết nha cô chú anh chị. Bằng cây mới hết 100%. Trong mui vẫn có áo phao rồi đầy đủ hết, trang bị an toàn. Này là mình để đệm chiếu rồi lên mà coi. Trong đây nè, cái cục nóng này mình thấy là cái máy lạnh này sẽ phát toàn bộ hơi lạnh ra trong cái mui lớn. Ghe kích thước là ngang 3m5 dài 14m5. Cây cối thì mới lắm, ghe vừa mới đóng luôn rồi chú anh chị. Cái này không gọi là thu hồi vốn nữa mà kêu là bán lỗ rồi bà con ơi. Này, cây cối thì mới tinh vậy nè. Quan trọng cái nữa là con này nó có giấy của chú anh chị, nó chính chủ luôn, đã đăng ký đăng kiểm luôn. Thời điểm này là chắc cú với cô chú anh chị 100% là sẽ không đăng ký đăng kiểm được. Không đăng ký đăng kiểm được, mà bé này là có đăng ký đăng kiểm luôn. Ở dưới hầm thì có một cái dàn đèn riêng luôn nha cô chú anh chị. Cái cối mới thì em sẽ quay chi tiết cho bà con mình coi đây. Sạp thì rất là đẹp, rất là lớn trên con ghe này. Cái này mình đi cả gia đình là vô tư vi vu cô chú anh chị. Bà con mình thấy không? Anh Tiến nãy anh đứng là thẳng người không đụng. Rất là cao. Này cỡ 2m, 9 2m. Ừ. Tại vì từ cái khoảng mà đây lên đây là nó còn tầm khoảng 2 tấc nữa cô chú anh chị. Hơn 2 tấc nữa. Ở trong mà con mình coi nó mới nè. Gian sạp thì 2 phân. Điện ngộng ấy. Đỏ tư. Cây mới không mà bà con ơi. Ghe không có chất chai gì cô chú anh chị. Ở vùng nó đóng hay thiệt chứ. Đóng chỉ có giáp mí vô là quất thôi. Không thấy quấn chai đâu mà con. Ốp ga lớn luôn. Ốp ga này chắc cỡ 35 á bà con. 735 ạ, bự dữ thần. 730. Ghe này ngày trước người ta đã đầu tư tới đây rồi thì người ta không có làm cái dạng sinh tồn nữa bà con. Cái gì xịn nhất là người ta đầu tư vô đây ha. Có đèn luôn bà con thấy không? Tới cái phần hầm mà người ta còn gắn đèn thì bà con mình biết cái phần ghe. Chủ ghe đầu tư tất cả nào rồi.
mới giữ thần. Ở dưới đây mà còn dán sạp nữa nè, mình có chứa gì mình chứa. Công đà thì tổ chản nha bà con, này chắc cỡ 18 phần á, 18 phần 16 phần gì bự dữ lắm bà con ơi. Ghe này thì cô chú anh chị mình lấy về là mình đi liền, mình sinh hoạt liền, dạ không có cần làm thêm bất cứ cái gì hết. Rất là chất nha cô chú anh chị, coi như có ghe chất lại đi quay liền cho bà con. Và tiếp tục ở phía sau này có cầu thang để mình lên cái phần vị trí hầm máy. Ở trong hầm máy này thì đang chạy là cái văn ma 4, văn ma 4 cao tốc. Dòng này thì nó tới 3.000 tua chú anh chị, và bích tông nó tới 1 tấc lực, có turbo, có sinh hàng gió luôn. Con máy này là con máy nghĩa địa nha cô chú anh chị, máy nghĩa địa thì mới đăng ký đăng kiểm được trong cái hồ sơ, máy rất là đẹp thì mới tin là cô chú anh chị, nước sơn nguyên bản. Dynamo sạc thì con này nó sử dụng cái hai cái là bơm thủy lực nè, rất là đã. Quay nhớt có luôn, con máy này của chú anh chị mình có thay nhớt cũng không cần làm bất cứ gì hết, chỉ cầm cần nữa. Mình quay là nó văng vô thùng sẵn rồi. Đường không có dòng nhớ nước. Ghe đóng mới chăm chăm mà, mới rất là mới nha chú anh chị, xuống luôn nè. Hầm máy này cũng có đèn đốt đủ hết à. Bình thì 4 cái bình khô. Thấy bình thấy uy tín chưa? Máy phát điện dầu. Máy dầu quen lờ nha cô chú anh chị. Máy phát điện là chạy lờ dầu nè. Con máy này theo như giá thị trường đã, cậu em nói là cả chục của bà con, được mua gì đủ. Cậu em nói cái máy này là cả chục á. Tình trạng thì toàn bộ con ghe này đầu tư rất là khủng khiếp, cái gì nó cũng mới hết rồi chứ anh chị. Giá 200 bà con mình liên hệ trực tiếp bên Tiến giùm em nha. Cảm ơn cô chú anh chị. Nhìn điện là phát toàn bộ ghe mới quá. Em còn từ ngữ nào phân tích trên cái con ghe này nữa, chỉ quay cho bà con mình biết rồi mình gọi trực tiếp cho anh Tiến thôi. Này là cửa dầu lái nè bà con, cái bơm nè, dầu thủy lực nằm đây. Bây giờ ra cabin lái một cái rồi mình kết cái phần này nha mà bà con. Dạ, sau cái vị trí của hầm máy, đây là vị trí cuối cùng, cũng vẫn có cầu thang để lên mui. Ở phía sau đây vẫn có cửa sổ luôn, rất là thoáng mát. Tủ nè, tủ đựng vật tư y tế, cái đồ dùng cần thiết mình bỏ ra sau này. Xong chén, chậu rửa chén nè bà con. Ở phía sau cùng là cái phần này là làm thêm nha bà con, để mình lắp cái mô xít cho nó sạch sẽ cái ghe, nó cách biệt giữa cái ghe luôn, không liên quan tới cái ghe. Này là vị trí toilet để tắm rửa, có bồn cầu luôn, quá lịch sự không. Bếp nấu, có bếp ga, có ổ cắm ở đây luôn nha bà con. Anh kỹ tới nỗi mà đi mà phải để chữ vậy luôn kìa, đôi lúc bạn bè xuống mình đi chơi bà con, quá đà. Cứ ngát chuyện chắc khóa rồi bà con ơi. Dán sạp lái rồi bà con, mình thấy không, một tấm gì là 5 tấc. Tủ chén có đèn luôn, trời ơi, chén cũng có đèn nữa rồi. Rồi coi như con ghe này em đã quay chi tiết xong hết 100% cho cô chú anh chị mình rồi. Dạ bà con mình thấy hợp nhãn thì alo trực tiếp cho anh Tiến. Đây anh chủ vợ cũng là ô tô Tiến Trần Mỹ Tho, anh chuyên bán ô tô, giám đốc ô tô. Anh em á bà con, anh em á, hứng lên là chơi thôi, rồi chơi xong rồi bán lỗ bà con, thánh bán lỗ. Anh Đạt đại ca em là thánh bán lỗ, mua về là bán lỗ. Mấy cái phao mua phao xịn luôn đó. Đâu? Phao của xịn đó, phao tổng mua phao xịn hết. Đóng phao tinh. Shop, nay mua phao nhựa luôn. Rồi chất. Ghe đóng mới luôn, tới cái hầm lái nó cỡ này luôn, thì cô còn gì để mình nói nữa bà con ơi. Rồi hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo, xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Cảm ơn bà con đã xem hết clip này, tạm biệt, bye bye.